coi chùa hoài. Ok, hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với channel của Dung Bưu Binh. Và trước màn hình mọi người đang thấy, đó chính là sự kiện Van Quốc ha. Thì mọi người nghe tên là biết cái sự kiện này nó rất là lâu rồi ha mọi người. Nghe rất là quen thuộc luôn. Và tại sao cái sự kiện này nó cũ rồi nhưng mà tôi lại quay trở lại làm gì mọi người? Vì nó có một cái lý do. Đó chính là cái tựa game sự kiện Van Quốc này nó đã re-up lại những cái vật phẩm. Thì những cái vật phẩm đó chúng ta đã nhận cũng rất là lâu rồi. Nếu mà các bạn hay làm về những cái sự kiện chuyên săn những cái món đồ free của Roblox á, thì những cái món này các bạn đã có hết rồi, nó không có xa lạ gì đâu thôi mọi người. Và những món đồ này là những món đồ gì ha, thì giờ tôi sẽ kéo xuống cho mọi người xem. Đây chính là những món đồ mà nó đã re-up lại mọi người. Nó đã trải qua tầm 3-4 tháng rồi, nhưng mà bây giờ nó đã mở lại rồi ha. Nó cho chúng ta nhận lại luôn. Thì cứ trong vòng 24 tiếng chúng ta sẽ nhận được những cái vật phẩm như thế này ha mọi người. Còn những cái này thì tôi không biết nó còn không ha, vì nó đã qua sự kiện Noel rồi. Tôi nghĩ là nó không còn nữa đâu ha. Video này tôi làm để thông báo cho các bạn là những các bạn nào mà đã bỏ lỡ cái sự kiện này hồi trước á, thì các bạn hãy vô đây các bạn nhận những cái vật phẩm re-up này ha. Cứ 24 tiếng các bạn vô nhận là sẽ được vật phẩm đó. Ok, giờ thì tôi sẽ đi vào cái tựa game sự kiện Van Quốc này để tôi nhận những cái vật phẩm mà còn dang dở tôi chưa có nhận được ha. Ok, let's go. Tôi đã vào cái tựa game sự kiện này rồi ha mọi người. Thì cái giao diện nó nhìn rất là quen thuộc luôn ha. Chúng ta đã trải qua rất là nhiều cái vật phẩm ở trong cái tựa game sự kiện này rồi, nên nhìn một phát là biết liền. Hồi trước thì chúng ta nhận đồ free đó trong đây nè mọi người. Thì nó sẽ hiện ra một cái bảng để chúng ta nhận đồ free ha. Thì chúng ta đi vào đây chúng ta chỉ nhận thôi. Và hồi trước thì cái vật phẩm nó sẽ nằm ở đây ha. Và cứ qua ngày, cứ 24 giờ thì chúng ta sẽ vào game này, chúng ta nhận thôi, rất là dễ luôn người. Và bây giờ thì những cái món này chúng ta phải mua nè. Cái Van Quốc gì đây nè, tùm lum hết ha, đồng xu gì nè, tôi quá trời luôn rồi. Thì chúng ta không cần đâu, toàn là đồ Robux thôi, tôi không có giàu ha. Thì bây giờ mọi người hãy đi thẳng qua đây, đi tới cái chỗ này là chúng ta sẽ thấy được những cái món đồ hồi lúc trước ha. Rồi, và đây là cái chỗ mà chúng ta có thể nhận được những cái vật phẩm hồi trước chúng ta bỏ lỡ ha. Thì ai mà hồi trước á bỏ lỡ cái sự kiện này á, thì mọi người hãy vào đây mọi người nhận đi. Cứ trong vòng 24 tiếng chúng ta sẽ nhận được một vật phẩm ha. Rồi, tôi bấm E và tôi nhận được một cái nón Van Quốc. Và cứ như thế thôi, còn 12 tiếng. Các bạn đợi hết 12 tiếng là sẽ có những cái vật phẩm mới xuất hiện ha. Và cứ vậy mà làm thôi. Mọi người có thấy cái UFO rất là đẹp luôn ha. Nè, chúng ta đứng im thì nó sẽ tỏa ra những cái đường ánh sáng rất là đẹp luôn. Những cái luồng sáng này nó bao quanh nhân vật của chúng ta ha. Đúng là đồ UFO mà đồ ở trong Amazon có khác ha. Nhìn rất là dễ thương luôn người. Ok, và chắc video của tôi đến đây là hết ha mọi người. Vì video này tôi làm chỉ để thông báo cho các bạn là những cái vật phẩm này nó đã re-up lại thôi ha. Và để cho những bạn nào vừa có cái vật phẩm này thì các bạn hãy vào lấy. Ai mà thấy hay thì hãy để lại cho tôi một like và một subscribe. Ngoài ra thì comment ở bên dưới video cho tôi biết là mọi người có thích tôi làm về những cái tựa game vui nhộn, những cái hướng dẫn, những cái sự kiện như thế này đúng ha. Tôi là Dung Bưu Binh, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Chúc các bạn có ngày tốt lành. Bye bye.